người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24 giờ và cũng đã có rất nhiều năm kinh nghiệm chia sẻ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Hàn Quốc. Như các bạn cũng đã biết thì căn bệnh hen suyễn, hô hấp khó là một trong những căn bệnh khá nguy hiểm. Nó có thể để lại những di chứng như suy hô hấp hay tổn thương não, thậm chí còn dẫn tới tử vong nếu như chúng ta chủ quan trong việc điều trị và phòng ngừa bệnh. Chưa kể đến là những khó chịu mà nó đeo đẳng ta hàng ngày mỗi khi thay đổi thời tiết, đúng không ạ? Nhưng dù sao thì bất kể một căn bệnh nào thì cũng có những phương pháp để phòng và điều trị bệnh. Tuy nhiên thì có một số những phương pháp khi ta sử dụng thì lại để lại tác dụng phụ, khiến cho việc ta chữa được bệnh này thì lại mắc thêm những bệnh khác. Vâng, chính vì vậy nên video ngày hôm nay Nga sẽ chia sẻ đến bạn một dòng sản phẩm có thể giúp cho bạn điều trị được căn bệnh hen suyễn một cách hiệu quả nhưng lại an toàn, không để lại tác dụng phụ. Đó chính là sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hộp Đỏ của hãng Quang Đông Hàn Quốc. Sản phẩm này thì chắc là không còn xa lạ với bạn nữa rồi, đúng không ạ? Bởi vì nó có rất nhiều tác dụng, không những chỉ có thể điều trị được căn bệnh hen suyễn cho bạn mà nó còn có thể điều trị được rất nhiều các bệnh lý khác. Nga đã có chọn bộ video chia sẻ thông tin và tác dụng của sản phẩm này trong trang Korea Shop 24 giờ. Bạn có thể truy cập vào đó để tìm hiểu thêm nhiều thông tin về sản phẩm này hơn nữa nhé. Vâng, quay trở lại với bệnh hen suyễn thì sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn này có những thành phần nào và nó tác động đến căn bệnh hen suyễn như thế nào để có thể giúp chúng ta điều trị được bệnh? Thì An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc là một trong những bài thuốc mà được điều chế ra từ những 23 thảo dược rất là quý. Trong đó có những thành phần thảo dược như cam thảo sẽ giúp nong đờm, loãng dịch nhầy trong đường hô hấp để dễ dàng đưa ra ngoài. Hay thành phần rễ bạch thược giảm hen suyễn, chống viêm, chống dị ứng, tăng cường miễn dịch. Long não giúp người bệnh thở dễ dàng hơn, thở sâu hơn. Và sau khi sử dụng An Cung Ngư Hoàng Hoàn một thời gian thì người bệnh cảm thấy dễ chịu hơn và hết tất cả những triệu chứng như ho, khó thở, khò khè, lên cơn hay không vận động được. Đồng thời thì sản phẩm cũng giúp cho ta giảm được liều lượng các thuốc kháng viêm hay thuốc giãn phế quản, từ đó giảm được tác dụng phụ của thuốc và giảm được việc thải độc qua gan. Bệnh hen suyễn hô hấp khó có một đặc điểm rất đặc biệt, đó là nó đến và nó đi. Tức là khi mà nó đến thì rất là kinh khủng, vâng, rất là kinh khủng. Nhưng khi cơn đi qua rồi thì lại rất là bình thường. Chính vì vậy nên bệnh nhân thường không sợ và cứ nghĩ là bệnh qua rồi và không để ý, chủ quan. Nhưng thực tế thì chỉ cần một lần nó đến mà ta không đề phòng thì cũng rất dễ dẫn đến tử vong. Chính vì vậy bạn không nên chủ quan với căn bệnh này. Nếu như bạn đang gặp những triệu chứng của bệnh hen suyễn hô hấp khó như ho, khó thở, khò khè thì bạn nên điều trị càng nhanh càng tốt. Và với sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn này thì chắc chắn là một trong những giải pháp rất là tuyệt vời để giúp cho bạn có thể điều trị được căn bệnh này hiệu quả. Bên cạnh việc sử dụng sản phẩm An Cung Ngư Hoàng Hoàn Hàn Quốc thì bạn cũng nên tạo cho mình một lối sống lành mạnh và tránh các tác nhân ảnh hưởng và kích thích đến căn bệnh của mình, như là không hút thuốc lá hoặc ở cạnh người hút thuốc lá, tránh nơi có hóa chất mạnh như sơn còn ướt, nước hoa, thuốc trừ sâu, không ở gần người bị cảm cúm, tránh nơi có khí hậu thay đổi đột ngột, các vùng ô nhiễm, thường xuyên hút bụi trong nhà, nhất là phòng ngủ, lau chùi nơi ẩm thấp có mốc meo, diệt trừ gián, chuột, bọ mạt, không nuôi chó mèo trong nhà hoặc tắm sạch sẽ cho chúng mỗi tuần, tránh dùng gối ngủ có lông cầm thú, chăn len và tránh xúc động mạnh. Vâng, bệnh suyễn thì chỉ cần chẩn đoán đúng, điều trị đúng và bệnh nhân kiêng cữ đúng thì bạn sẽ hoàn toàn yên tâm, không phải lo ngại về vấn đề sức khỏe của mình nữa. Chúng ta cũng có thể dễ dàng phòng và điều trị được căn bệnh hen suyễn rồi, đúng không ạ? Hy vọng rằng những chia sẻ của Nga ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho bạn có thêm phần nào về kiến thức để đề phòng và điều trị cho mình căn bệnh hen suyễn. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm tuyệt vời An Cung Ngư Hoàng Hoàn
thì bạn hãy truy cập vào trang koreashop24h, đường link trang web mà Nga đã để sẵn trong phần mô tả dưới video này. Bạn hãy kéo xuống phần mô tả và kích vào đường link đó, chat với chúng tôi qua phần chat online. Chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn về sản phẩm An Cung Ngưu Hoàng Hoàn và giúp cho bạn đặt hàng mua được sản phẩm chính hãng. Bởi với Korea Shop 24h thì chất lượng là uy tín, nên tất cả những sản phẩm mà Korea Shop đang phân phối toàn bộ là hàng chính hãng của các nhà cung cấp hàng đầu. Và khi mua hàng tại Korea Shop thì bạn sẽ được cam kết đổi trả hàng trong vòng 7 ngày nếu như bạn cảm thấy không hài lòng với chất lượng của sản phẩm. Hay bạn mà cảm thấy sản phẩm của Korea Shop là sản phẩm kém chất lượng thì Korea Shop sẽ bồi hoàn cho bạn 100% giá trị sản phẩm. Và trong suốt thời gian bạn sử dụng sản phẩm thì Korea Shop sẽ có đội ngũ chuyên viên tư vấn và đồng hành cùng với bạn để cho bạn thu được kết quả tốt nhất khi điều trị. Hãy truy cập ngay vào trang web Korea Shop 24h hoặc có thể gọi điện trực tiếp đến số hotline 0979149256. Chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp cho bạn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe video. Hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo.